Và đây sau lưng Tiên là khu vui chơi dành cho trẻ em nha. Và những em bé rất là thích chơi chỗ này và ba mẹ cũng rất là yên tâm khi cho trẻ em tới đây chơi. Và thì là ngoài những trò chơi cảm giác mạnh ra thì cũng có thể có những cái trò chơi nhẹ nhàng hoặc là cũng có chút xíu cảm giác mạnh thôi để cho em bé có thể thử cái cảm giác đó. Mọi người ơi, mọi người thấy là ở bên đây á, người ta cho con đít chơi từ nhỏ như thế á, nên khi nó lớn lên á, nó rất là phát triển về tư duy cũng như là nó rất là gan dạ và mạo hiểm đó mọi người. Nên là nó cũng là một cái học hỏi mà Tiên sau này Tiên sẽ cố gắng là Tiên sẽ cho những đứa con của Tiên sau này có thể dạng dĩ từ nhỏ như thế, chứ Tiên rất là nhát luôn mọi người. Mọi người coi những thước phim thì mọi người cũng biết là con ong thôi thì cũng rất là nhát nữa. Thôi giờ mình sẽ đi ra cái khu bên này nha. Thì cái khu này rất là đẹp luôn. Một cái view rất là tuyệt đó mọi người. Phía trước mọi người đây là cái phần trò chơi là máy bay. Thì cái phần này cũng thích hợp cho những gia đình đó, có em bé có thể chơi phù hợp được. Nó cũng mạo hiểm nhưng mà không có quá sức đó. Đây mọi người thấy cái view ở đây rất là đẹp đúng không? Đứng từ đây mọi người sẽ có thể thấy được rất là toàn vẹn cái khung cảnh của khu vui chơi ở đây. Ở một góc nào đó thôi, thì xin lỗi một góc nào thôi. Trước mắt mọi người đây là cái thuyền gỗ mà mình sẽ đi theo dòng nước á. Và mình sẽ đi theo dòng nước và tham quan cái vẻ đẹp ở cái khu vui chơi này. Và khi đến một cái đoạn dốc nào đó, đây chú mọi người đã có 4 người này phải không? Rất là thích hợp đi với gia đình ha. Và cũng như là nếu mà cặp đôi yêu nhau thì cũng rất là thích hợp luôn. Thì khi mà đến cái đoạn nào đó, chúng ta sẽ có một cái đoạn trượt, từ trên trượt xuống rất là dốc và nước sẽ bắn tóe lên đó mọi người, rất là hấp dẫn luôn. Đây hai cặp đôi đang yêu nhau đó, rất là tình cảm luôn đúng không? Wow. Tiên cũng tí nữa thì sẽ cùng với ba má đi chơi trò này nha. Bởi vì ba má chỉ có thể chơi được cái trò này thôi. Và những cái trò kia thì nó hơi mạo hiểm đó mọi người. Tiên đi nãy giờ cũng chưa hết được cái khu ở đây luôn á mọi người. Và tí nữa Tiên sẽ chơi một trò rất rất là mạo hiểm. Đó là Let's See. Và cái trò đó cái gì Tiên quên tên rồi, lát nữa Tiên sẽ edit ở bên dưới để cho mọi người biết nha. Tại vì đây là lần đầu tiên Tiên đi mà, nên là nhìn qua một cái là chỉ có nhớ mang máng cái chữ thôi. Trò đó rất là mạo hiểm luôn, như mọi người đã xem đầu clip rồi đó, Tiên đã giới thiệu cho mọi người rồi đó. Giờ mình sẽ đi theo hướng này. Bây giờ Tiên sẽ cùng với cameraman để chơi những cái trò chơi ở đây nha. Ở đây có rất nhiều trò chơi. Thì Tiên đã đặt giờ xếp hàng của mình trên app điện thoại rồi. Và đến đúng giờ thì mình sẽ đến giờ chơi thôi. Còn một tiếng nữa lận mọi người, cái trò đó hả? Xếp hàng, cái bảng xếp hàng nó ghi từ 60 đến 80 phút lận á. Nên là mình được xếp hàng qua điện thoại nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Những cái trò atmosphere lúc đầu mà Tiên giới thiệu cho mọi người đó là mình phải lên cái núi. Nên là để xuống được ở tầng dưới là mình đã phải trải qua 3 cái tầng thang máy này rồi á. Giờ Tiên sẽ đi lớp 4. Mọi người ở đâu vậy? Hai lần hả?
4 thẻ để mình chơi nha mọi người. Thì mình sẽ số số là mình đặt theo số, là nó ra số nào thì mình sẽ được nhận quà theo tương ứng nha. Theo có hai size, size nhỏ nhất, size bự hơn và size big nha mọi người. Ở đây thì Tiên thích con chim cú mèo với lại cái con kia, cái con trắng trắng với con nai sườn tấm nha. Nhưng mình thích là một chuyện mà chúng có được nha mọi người. Đi ra xếp hàng để đợi chơi. Tiên đặt số 6, 7, 8 nha mọi người. Đây là cái phiếu mà Tiên đã mua sẵn ha. Những cái phiếu trên đây nó rất là nhiều mệnh giá, mình muốn chơi mình đổi ra bao nhiêu mình đổi nha mọi người. Đó, đây là phiếu mà mua thẻ. Khi mình mua cái phiếu này mình sẽ tiết kiệm được 10 kruno, có nghĩa là 2 lần chơi. Chơi tiếp tục lần thứ 2. Dễ trúng rồi mọi người, chỉ con này là dễ trúng thôi nè. Có thử cái ghép này không? Mọi người ơi, bây giờ là trên cái bảng xếp hạng đó là 152 rồi. Mà Tiên đã xếp hạng đặt ở trên điện thoại là số của Tiên là 153 nha. Đó là ở đây mình không cần ngồi đây mà xếp hàng, mình đợi, mình có thể đặt qua điện thoại, sau đó mình đi chơi, giống như Tiên đi chơi, Tiên gấp được con này nè mọi người. Thì là mình vô thẳng luôn ha. Sắp rồi, sắp tới là lượt của Tiên rồi, thì Tiên sẽ đi vô ha. Cái trò này là trò chơi mà Tiên sợ nhất đó mọi người. Và cảm giác nó siêu siêu xịn, rất là xịn sò và cảm giác có thể nôn mửa ngay tại chỗ. Người ta khuyến cáo không nhậu hay là không có bị bệnh tim đấy.
khi chơi chụp. Như trò này là tuyệt đối không có bị bệnh tim nè, không nhậu rượu bia cái thứ nữa. Mà không ăn đầy nhiều nhiều nữa nha mọi người, không ăn đầy hơn. Đi rất hồi hộp luôn đấy chứ. Như mọi người thấy trên cái clip mà người ta chơi đúng không? Tóc rồi giật lên hết. Mà mọi người nghĩ tóc tiên tóc dài. Khi rồi lên clip nó như vậy nè mọi người. Nó dựng lên như vậy luôn. Tinh thần lại mọi người, bây giờ đang bị sang chấn tâm lý. Ok. Sự cứu camera man mọi người ơi. Ok, bây giờ đi sẽ chơi cái trò này nha. Và khi mà đi đánh 3 ô nha, 12, 13, 14. Đây, nếu mà ô nào mà có màu đỏ là đi sẽ lấy được cái gói bự siêu bự đi nha. Ok. Hãy gì chơi cho giúp được con này nha mọi người. Chơi giống như hồi xưa mà chơi luôn ở mấy cái hội chợ lô tô, bắt đầu cho con chuồng chạy vô mấy cái ô đó mọi người quay số nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền giấy thôi, ở đây chơi tiền giấy không có bằng Việt Nam mình. Việt Nam mình xài polymer, không bao giờ bị rách, chỉ bị cháy thôi, mà cái tiền nào cũng cháy hết. Thôi Việt Nam mình OK, bây giờ tôi sẽ chơi sổ số chú bánh Oreo nha mọi người ơi. Chocolate bánh Oreo. Tôi sẽ đặt cái số này nha, nhưng mà có hơn không? Oreo liếm kem chấm sữa. Mọi người nghe quen không? Đi ra phải mất 25 crono để được em này đó mọi người. Ôi nè, ủa cao chưa? Oh my god, dắt lên chai nè, mọi người thấy nó bự chưa? Dun 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 dun. Ok, bây giờ tôi sẽ đi đến cái chỗ để gấp cái con gì? Siêu đẹp. Ok. Anh đó cũng hợp tác ghê mọi người. Chỉ người một chung. Mọi người ơi, để lấy được em khủng long này thì Tiên sẽ phải là hãy vô rổ nó vô cái lỗ đó mọi người. Một lần là 10 đồng nha. 10 đồng là chỉ được thảy một lần thôi nha mọi người. Bây giờ thử nha. Biết luôn mới. Sao lắm luôn á mọi người, nhìn gì nó không dễ đâu. Không được. Ủa, mình phải đúng cái ô đó không? Các bạn có biết kênh luôn đấy. Không được rồi mọi người ơi, chắc phải để caramel vô thử. Khi nào mọi người thấy tiếng ẩm con gấu là mọi người biết caramel câu được nha. Đẹp không mọi người? Wow! Sau khi tốn một khối tiền mà cái tiền nó tương đương với tiền mua con gấu luôn đó mọi người. Nhưng không sao, cái niềm vui mà được câu được con gấu, trời ơi nó sung sướng hơn là bỏ tiền ra mua con gấu đó mọi người. Wow, rất là đẹp luôn. Wow! Mày chết. Sung sướng rồi mọi người ơi. Yeah. Bây giờ cảm xúc rất là lưng lưng luôn mọi người ơi. Vừa cảm xúc lưng lưng của việc mà chơi cảm giác mạnh, vừa cảm xúc vừa có thể chơi gấp được em này nữa. Wow. Oh my god. Hey.
bây giờ Tiên đang đứng ở vị trí này là đi nhà ma nha mọi người, rất là kinh dị luôn. Và Tiên đã phải đem những cái phần thưởng đi theo là hai hộp bánh và con gấu của cameraman cao gấp cho Tiên nè, tổng đài của Tiên. Và trước mắt mọi người đây là giống như trong rừng á mọi người, trong rừng nhiệt đới mà người ta thiết kế ra những cái trò chơi như thế này, cùng với những cái dòng sóng nhân tạo á, đẩy như cái phao này đi nè. Mình đi chung gia đình rất là vui và gọi là cũng hơi là lạnh đó mọi người, bởi vì nước nó sẽ dâng cho người mình và cũng như là người ta sẽ xịt nước cho người mình đó. Và bây giờ Tiên đang đợi để đi nhà ma nha mọi người, nhớ đón xem. Không biết là nếu mà quay được trong đó thì sẽ quay, không quay được thì không quay nha mọi người, tại vì có một số trò chơi là mình không được quay phim. Đây là về lối đi lên nhà ma nha, rất là kinh dị nha. Phần quà của Tiên đây, bây giờ Tiên đang đứng ở tay ngay cổng của nhà ma mọi người ơi, bây giờ đang đợi xếp hàng để chỉ cần lượt sau là tới lượt Tiên và gia đình rồi. Oh my god, đây rất hồi hộp. Hồi nãy đang có một cái chị đó là gọi là nết hả, cái gì cái người mà cái gì mà trong nhà thờ hơi kê khó, bỏ qua đi mọi người. Đó xuất hiện rồi đó. Fyra. Fyra personer. Kan ni komma in här och lämna era skärmisar och bosyr i den bruna lådan här borta? Okej. Ta-da! Thế là Tiên đã kết thúc ngày hành trình ngày hôm nay, là một hành trình đi khám phá công viên cảm giác mạnh lớn nhất ở Bắc Âu này rồi mọi người. Rất là hào hứng và rất là sôi luôn, thậm chí bây giờ đang là 10 giờ rồi và vẫn còn rất là nhiều khách, và cũng như là những gian hàng phía sau vẫn còn hoạt động luôn mọi người. Mặc dù là 10 giờ là giờ sẽ đóng cửa nha, nhưng mà họ vẫn hoạt động quá trời luôn. Wow! Không khí ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp luôn mọi người. Mà ở đây đặc biệt là do là đang mùa Covid nha, mà mọi người thấy đông như vậy á, thì mọi người tưởng tượng đi, nếu không có Covid thì mọi người nghĩ đi, đông như kiến mà không có thể nào mà gọi là xếp hàng được. Nên năm nay họ đã cải tiến ra một cái app ứng dụng để cho chúng ta có thể xếp hàng ngay trên điện thoại của chúng ta, ngay trên điện thoại thông minh của chúng ta. Thì rất là hay đúng không mọi người? Và hôm nay là trước mắt mọi người là chiến lợi phẩm của Tiên và gia đình và của cameraman đã giành được đó mọi người. Wow, mọi người thấy xuất sắc không? Thì rất là thích luôn. Nếu mà mọi người thấy thích cái clip video này thì mọi người hãy comment bên dưới để cho Tiên biết nha. Bởi vì để đi đến đây á, là một năm mình chỉ đi đến 1-2 lần thôi mọi người, không có được đi nhiều đâu. Nên là mọi người nếu hãy thích thì comment bên dưới để cho Tiên biết là mọi người thích những cái video này nha. Mọi người ơi đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Tiên TV để đón xem được nhiều video hơn. Cũng như là đừng quên nhấn nút cái chuông để nhận được những thông báo khi Tiên có video mới. Và mọi người biết là trên kênh của Tiên có rất là nhiều chủ đề hấp dẫn, từ du lịch đến cuộc sống đời thường và cho đến tới thể thao. Thì mọi người hãy theo dõi kênh của Tiên nha. Cảm ơn mọi người. Hãy đưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.